Sáng ngày 5 tháng 9, hòa chung không khí rộn ràng náo nức của hàng triệu thế hệ các thầy cô giáo và các em học sinh cả nước bước vào năm học mới. Trường Trung học cơ sở Lê Đình Chinh long trọng tổ chức lễ khai giảng năm học 2023-2024. Dự và đánh trống khai trường có đồng chí Phạm Văn Đạt, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Ngọc Lặc, lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, tập thể cán bộ giáo viên nhân viên cùng với 434 học sinh có mặt trong lễ khai giảng. Trong không khí vui tươi phấn khởi của lễ khai giảng năm học mới, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Phạm Văn Đạt đã đọc thư của Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam gửi các em học sinh nhân dịp năm học mới. Năm học vừa qua, trường Trung học cơ sở Lê Đình Chinh đã không ngừng nỗ lực phấn đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là kết quả thi học sinh giỏi các môn văn hóa lớp 9, học sinh mũi nhọn lớp 6, 7, 8 thi vào lớp 10 trung học phổ thông, lớp 10 phổ thông dân tộc nội trú, cuộc thi giai điệu tuổi hồng cấp quốc gia, thi tìm hiểu lịch sử, đảng bộ và nhân dân tỉnh Thanh Hóa. Năm học 2022-2023, trường Trung học cơ sở Lê Đình Chinh được xếp thứ nhất của ngành giáo dục về mọi mặt. Số học sinh giỏi cấp tỉnh, cấp huyện, chất lượng giải tăng hơn năm học trước. Tiếng trống trường rộn rã của đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện đã vang lên tại lễ khai trường, báo hiệu một năm học mới đã bắt đầu. Năm học 2023-2024 là năm học thứ 3 thực hiện chương trình giáo dục phổ thông năm 2018. Thầy và trò nhà trường tiếp tục thi đua dạy tốt, học tốt, phát huy những kết quả đạt được trong năm học vừa qua, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm học mới. Nhân dịp này đã trao thưởng cho các thầy giáo, cô giáo của nhà trường đạt thành tích xuất sắc trong năm học 2022-2023.